Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Vào dịp cuối năm thì em tiến hành soạn một số mẫu laptop có trong cửa hàng tiến hành bán với giá sale thanh lý cho mình. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao quạt động ok và bảo hành phần cứng 3 tháng nên các bác yên tâm sử dụng. Các bác có nhu cầu cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng hay là cần tư vấn, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, giao hàng tận nhà. Chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tận nơi cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em từ 500.000 đến 1 triệu tùy sản phẩm nha. Và số tiền còn lại cũng như phí ship, mình nhận hàng thanh toán cho bưu điện giúp em. Nếu các bác chuyển đủ 100%, bên em sẽ tặng cho mình túi chống sốc, chuột không dây và bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Em có rất là nhiều máy, nhiều cấu hình khác nhau. Các bác ưng ý máy nào thì liên hệ trực tiếp để em tư vấn và chốt hàng cho mình. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng máy cho mình tham khảo. Đầu tiên, đây là laptop đến từ thương hiệu Microsoft, hàng nội địa Nhật. Bây giờ mình cùng xem cấu hình của máy. Cấu hình của máy như sau: Microsoft Surface Pro 3, CPU Core i7-4650, tức là i7 thế hệ 4, RAM 8GB và ổ cứng là SSD 256GB. Cấu hình tương đối khá cao nha. Máy chạy rất là mướt, độ phân giải màn hình lên tới 2K, rất là sắc nét. Pin cầm khủng từ 3 đến 6 giờ, mình mang đi xa không lo hết pin. Giá bán của máy này em đang sale chỉ còn 6.500.000. Các bác có thể cọc trước giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán 5.500.000 và phí ship cho bưu điện giúp em. Hoặc mình chuyển đủ luôn 6.500.000 thì bên em sẽ tặng cho mình túi chống sốc, chuột không dây và bao luôn phí ship tặng nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Thiết kế của máy rất là mỏng đẹp. Máy 2 trong 1, vừa là máy tính bảng vừa là laptop. Cảm ứng đa điểm rất là nhạy, chỉ cần chạm một chạm thôi là mình có thể sử dụng mượt mà các chức năng trên máy này rồi. Đầy đủ lo, wifi, webcam, wifi bắt sóng rất là xa và khỏe. Bình thường thì mình sử dụng như một cái máy tính bảng. Lên mạng, lướt web, selfie có hai camera, camera trước và camera sau, đáp ứng tiêu chí chụp hình đẹp cho mình selfie là khỏi chơi nha. Và mình muốn sử dụng như một cái laptop để làm việc văn phòng thì chỉ cần lên Word, Excel, PowerPoint hoặc là làm việc các ứng dụng văn phòng thoải mái, rất là mướt, cấu hình lên tới Core i7 lần. Máy mỏng, gọn và trọng lượng của máy chỉ tầm 500g, tức là chỉ có nửa ký thôi. Mình có thể bỏ trong ba lô, bỏ trong túi xách, mang đi khắp nơi làm việc. Mình để soạn giáo án nè, rồi làm việc văn phòng Word, Excel, PowerPoint, phần mềm kế toán và các phần mềm khác nữa. Hoặc là mình có thể gọi video call qua webcam, hoặc là dùng selfie, chụp ảnh. Ổ cứng lên tới 256GB, tha hồ mà lưu những cái clip, lưu những cái hình ảnh vào cái máy này. Bây giờ em sẽ xây ngoại hình xung quanh cho mình xem nha. Siêu mỏng, siêu gọn, pin cầm khủng từ 3 đến 6 giờ. Cấu hình máy lên tới Core i7, hàng nội địa Nhật thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Em bảo hành lên tới 3 tháng nên các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng nha. Giá bán của máy này chỉ có 6.500.000. Khi mình sử dụng Word, Excel, PowerPoint thì mình xài bàn phím ảo trên máy. Còn nếu mình muốn tiện dụng hơn nữa thì mình có thể mua một cái bàn phím rời như vậy. Đây, đây là một cái bàn phím rời. Hai cái nó nhận nhau qua tín hiệu Bluetooth thì mình có thể sử dụng thao tác các chức năng trên cái bàn phím này rời này rất là tiện lợi luôn nha. Tiếp theo, đây là laptop đến từ thương hiệu Apple. Ngoại hình rất là đẹp, lên tới 90-95%. Máy rất là mỏng, gọn. Trọng lượng của máy tầm 1kg. Bây giờ mình cùng xem cấu hình của máy nha. MacBook Air 6.1, CPU Core i5-4260, tức là i5 thế hệ 4, RAM 4GB và ổ cứng là SSD 128GB. Pin của máy cầm rất là khủng, từ 5 cho tới 7 giờ. Giá bán của máy này là 7.800.000, nhưng cuối năm em sale chỉ còn 6.500.000. Độ lớn của màn hình là 11.6 inch, nguyên bản, nguyên zin, bảo hành 3 tháng nên các bác yên tâm sử dụng, trang bị đầy đủ, lo, wifi, webcam. Thương hiệu Apple thì mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng, thiết kế rất là sang trọng, đẳng cấp, độ bền cao và sử dụng lâu dài không lo mất giá. Bây giờ em sẽ quay ngoại hình cho mình tham khảo nha. Đây, máy rất là đẹp.
Và trên máy này có đèn bàn phím rất là thuận tiện cho mình làm việc ban đêm, dùng làm việc văn phòng, lướt web, xem phim, giải trí. Pin của máy rất là khủng, lên tới 5 đến 7 giờ và giá bán em đang sale chỉ còn có 6 triệu 500 ngàn cho một cái máy đẹp, chất lượng đến từ thương hiệu Apple. Cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần tư vấn, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Và tiếp theo, đây là laptop đến từ thương hiệu Asus. Ngoại hình của máy đẹp tầm 90-95%, toàn thân của máy lại nhôm suốt như vậy, rất là đẹp nha. Và máy này có đèn LED bàn phím thuận tiện cho mình làm việc vào ban đêm, rất là sáng đẹp luôn nha. Đây, mình cùng xem ngoại hình nè, đẹp xuất sắc. Máy này em đang bán với giá là 7 triệu, nhưng mà cuối năm như vậy em thanh lý chỉ còn 6 triệu thôi. Một cái giá cực kỳ mềm để các bác sở hữu một cái laptop đẹp, chất lượng, hàng chuẩn nội địa Nhật. Bây giờ mình cùng xem cấu hình của máy. Asus UX31A CPU Core i7-3517U, tức là i7 thế hệ 3, RAM 4GB và ổ cứng là SSD 128GB. Độ lớn của màn hình là 13.3 inch. Trang bị đầy đủ loa, wifi, webcam. Pin cầm tầm 3 giờ. Đây mình xem mặt ngoài của máy nha, rất là đẹp. Khi mang laptop vào trong bóng tối thì đèn bàn phím nó sẽ sáng rực lên như vậy, giúp mình làm việc, thao tác vào ban đêm được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Đây mình cùng xem cái đèn LED trên bàn phím nè. Nó không chỉ là hiện lên cái đèn LED xung quanh cái nút mà là trên từng ký tự nó đều có LED hết luôn nha. Rất là sáng rực rỡ, giúp cho mình làm việc dễ dàng hơn vào ban đêm. Và tiếp theo, đây là laptop đến từ thương hiệu HP. Bây giờ mình cùng xem cấu hình của máy. HP Robux 6550B CPU Core i7-M620, tức là i7 thế hệ 1, RAM 4GB và ổ cứng là SSD 128GB. Độ lớn màn hình là 15.6 inch, màn hình LED rất là sáng đẹp. Pin không cầm, giá bán là 3.200.000. Hôm nay em tiến hành thanh lý chỉ còn 1.500.000. Và khi các bác chuyển đủ, em sẽ tặng cho mình túi chống sốc, chuột không dây và bao ship tận nơi. Thanh lý lỗ vốn nên em sẽ bảo hành phần cứng 1 tháng cho mình nha. Ngoại hình còn tương đối khá đẹp, mức mắt su Core i7 nên mình có thể dùng chơi game, lướt web, xem phim, nghe nhạc, tất cả đều ok. Pin không cầm nha, độ lớn màn hình là 15.6 inch. Vậy là em đã giới thiệu một số mẫu laptop bên cửa hàng và giá bán cho các bác tham khảo. Bây giờ em xin kết thúc clip. Cần xem hình ảnh chi tiết, cần tư vấn hay là cần mua hàng, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em.